đồ đen nó hót cái giọng gắt lắm. Nếu con nãy không mà nó hót trong veo phải không? Trời vợ nó đu. Tiền 40, 50. 40. Con trong trường học nãy nó không đá cho con, trong trường học nãy đá khoảng 70-80% á. Con nãy đen nó cỡ 40. Gần ha. Máy kêu hai hơi nữa chân trống bay qua máy quá. Không không, con này không bay. Máy này miệng ra ha. Máy này có máy mồi đẩy, máy này ngon lắm. Kêu lẹ hơn giống nữa. Trời ông đá cực khơi gì trời. Con này chắc chiền mới cứng à, chứ không phải chim già. Nói cửa ác giọng cái gai ha. Trời ơi chọc kìa. Nhốn trời. Đứng ở đâu trời, đứng sát trong dữ vậy. Trời đủ chui giữa cắn rồi kìa. Ông trời ơi. Ủa quéo dính luôn rồi. Quéo dính luôn rồi. Lớp không sụp luôn. Nó chưa lên mà. Kỳ giá không nào. Cắn. Bột gai gắt chứ hả. Chim mới có chấm đầu không anh em ơi.
rồi gỡ đá mà không mồi hết hồn luôn, dính mà mình không hay luôn. Bỏ anh em ơi, chuyền sẹt anh em ơi, chuyền tơ đang lên đầu. Rồi nó đã. Tôi gám đầu đang bẫy chim chút. Rồi nó đã. Trời ơi, vậy mà nó né ra được cái cầu hay thiệt. Chuyền mới cứng.
bỏ kèo anh em ơi, chứ con chim này đu thì dính nha anh em, chứ không phải không dính đâu nha. À, lâu quá 5 phút rồi với nó hót không hay anh em ơi, nết thì giữ mà giọng không hay ho vậy, bỏ ra anh em. Chim tiểu cần anh em ơi, chim mới có chớm lên đầu à. Mà cái nó nào quay nó nét này nè anh em, chim chiền mới cứng nè, chưa cứng nè, này chuẩn bị cứng anh em ơi, chiền sẹt cứng, chim đang lên đầu, chim tiểu cần anh em ơi, đang cho chim đá quay không kịp anh em ơi. Tiểu cần bữa nay lên được nhiêu nè anh em ơi, giờ mình về nha anh em, giờ thì cũng gần 2 giờ rồi anh em, cho chim ăn cá là 2 giờ ha, mình về ha, thì sáng giờ lựa cũng được có 7-8 con vậy anh em ơi. Con này nữa là mới được có 7 con anh em. Giờ về nha tiểu cần ha, lựa đầu đen ha. Này chiền nha, dám để vô học cho chim ăn cái mình về anh em ơi. Được có 8 và 7 con nha anh em, chim tiểu cần lên đầu được nhiêu nè. Giờ về nha anh em, lựa được có 7 con anh em ơi.